Tử vi tuổi Canh Thân sinh năm 1980 tháng 3 âm lịch năm 2022 nhâm dần, đạt trúng mỏ vàng, đổi vận giàu sang. Vâng, xin được chào mừng tất cả quý vị đã quay trở lại với Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích và chuyên chia sẻ truyền tải những kiến thức về tử vi phong thủy và đời sống tâm linh. Quý vị thân mến, trong 12 con giáp thì con khỉ là con giáp đại diện cho sức mạnh và sự khôn khéo được mọi người tôn kính. Những người tuổi khỉ vì thế mà thông minh, sắc sảo và luôn đạt được nhiều thành công trong cuộc sống của mình. Họ có uy quyền, có địa vị. Và những gia chủ tuổi Canh Thân họ sống rất vô tư, lạc quan và yêu đời. Họ luôn mang đến tiếng cười, niềm vui và cùng với đó chính là niềm hạnh phúc cho những người khác. Bởi vậy, những gia chủ tuổi Canh Thân có nhiều mối quan hệ rộng rãi và được bạn bè, người thân xung quanh yêu mến, kính trọng. Người tuổi Canh Thân họ còn có những con mắt tinh tế, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu mọi góc cạnh của mọi vấn đề. Bởi vậy, trong công việc thì họ luôn cảnh báo cho những người khác về nguy hiểm đang rình rập phía sau. Nhờ vào sự tinh tế ấy mà những người tuổi Canh Thân dễ dàng thấu hiểu tâm tư, nỗi niềm thầm kín của mọi người. Và từ đó thì họ sẽ có những cách chia sẻ, giúp đỡ phù hợp đối với những người đang gặp khó khăn, hoạn nạn. Trong tháng 3 âm lịch năm 2022 thì những gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 phạm phải hạn xung thái tuế và đây là một năm mang lại khá nhiều trắc trở đối với tuổi này. Vậy thì với con mắt tinh tế và khả năng ứng biến nhạy bén của mình thì chắc chắn là những khó khăn trắc trở đó sẽ không làm cho những gia chủ tuổi Canh Thân cảm thấy nhụt chí. Nhờ được thần tài ban lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ nên trong năm 2022 nhâm dần thì gia chủ tuổi Canh Thân dễ dàng vượt qua những khó khăn này. Tử vi học dự báo trong tháng 3 âm lịch là thời điểm đột phá của tuổi Canh Thân. Vậy thì vận trình tài lộc của những gia chủ tuổi Canh Thân trong tháng này như thế nào? Xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng theo dõi nội dung chi tiết ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 3 âm lịch năm 2022. Canh Thân là những người có tính tình ôn hòa, nhân ái, điềm tĩnh và thích yêu thương, chăm sóc những người xung quanh. Bản chất họ là người rất hiền lành, thân thiện và mong muốn làm những điều thiện, điều tốt giúp ích cho đời. Tuổi Canh Thân thích trêu chọc mọi người nên dễ làm mất lòng, nhân duyên không được tốt. Đây chính là tính xấu mà bạn cần phải sửa đổi để được mọi người yêu quý nhiều hơn, cũng tốt hơn cho con đường tiến thân sau này, sự nghiệp được hanh thông thuận lợi. Vận mệnh của người tuổi Canh Thân khá tốt khi nhận được cơ may tài lộc không tồi. Bí quyết phát tài của họ chính là tích lũy và đầu tư. Nhờ công sức làm ăn chăm chỉ, tiết kiệm thu vén chi tiêu, nên tuổi Canh Thân có được cho mình một khoản kha khá, có tiền trong tay, chớ nên tiêu xài hoang phí, mà nên mua những thứ thiết thực hay đầu tư vào bất động sản sẽ có lợi hơn. Trong tháng này, vận khí của người tuổi Canh Thân không tồi chút nào. Những người làm công, ăn lương, công việc văn phòng có cơ hội thăng chức trong năm khá nhiều, lương thưởng hậu hĩnh, kéo theo thu nhập được cải thiện nhanh chóng. Ở phương diện tình cảm, nữ mệnh cần phải học cách tiết chế tính nóng của mình. Giai đoạn này, cảm xúc của bạn rất dễ bị dao động, tần suất cãi vã với các thành viên trong gia đình cũng ngày một nhiều hơn. Nếu không chú ý tiết chế sẽ khiến không khí gia đình lúc nào cũng nặng nề, hôn nhân dễ xảy ra rạn nứt. Cảm xúc bất ổn còn dễ dẫn đến một vài căn bệnh tâm lý, gây ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần mà bạn không được chủ quan. Xét về thiên can, Canh Dương Kim gặp Giáp Dương Mộc nên gọi là thất sát, nghĩa là trong tháng này gia chủ tuổi Canh Thân nên cẩn trọng chú ý nhiều hơn trong công việc để tránh gặp phải thị phi không cần thiết. Khi gặp chuyện nên bình tĩnh đưa ra phương án tối ưu để giải quyết vấn đề, khiến mọi chuyện tốt đẹp, yên bình. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Vì tuổi Thân bán tam hợp với Thìn nên trong tháng Giáp Thìn này, những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 hoàn toàn có thể mong đợi sự phát triển khởi sắc của sự nghiệp. Những người làm công chức, công việc liên quan đến nhà nước nhìn chung đều có tiến triển tốt đẹp, không gặp phải trở ngại nào quá lớn. Nhưng đường thăng tiến của bạn vẫn phải đối mặt với không ít vất vả, cực nhọc, do đó chớ nên ngủ quên trên chiến thắng mà sinh ra lòng chủ quan quá sớm. Việc làm ăn kinh doanh có tiến triển tích cực, tuy nhiên phải rất vất vả, đổ nhiều mồ hôi công sức, gia chủ mới có thể hoàn thành mục tiêu ở mức khá.
Tháng này, sự nghiệp của gia chủ sẽ tương đối ổn định với những người làm công, ăn lương. Các nhà lãnh đạo sẽ đánh giá cao bởi những nỗ lực của bạn. Vì vậy, năm nay, lương thưởng sẽ tăng lên đều đặn. Sự nghiệp của những người tuổi này có bước tiến rõ ràng trong khoảng thời gian đầu tháng. Tuy nhiên, bạn sẽ phải tham gia vào nhiều buổi tiệc tùng, tụ tập. Vì thế, cần phải giữ đầu óc tỉnh táo, không gây ảnh hưởng đến chất lượng công việc. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ canh thân để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của Thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc, tháng này bạn có quý nhân giúp đỡ nên sẽ đạt được những thành quả nhất định trong công việc và tài chính cũng tăng lên đáng kể. Hầu hết bạn sẽ được thăng đến một cấp độ mà bạn chưa bao giờ đạt được trước đây. Bán tam hợp mang đến những cơ hội làm ăn, đầu tư đáng mơ ước mà hiếm người có được. Chỉ cần bạn nắm bắt được cơ hội thì chuyện tiền bạc rủng rỉnh sẽ trở thành hiển nhiên. Có những thời điểm bạn hao tài tốn của một khoản không nhỏ cũng bởi tiêu pha theo ý muốn mà không suy nghĩ về tương lai, hoặc gặp rắc rối về tiền bạc vì người khác. Song nhờ tài năng và năng lực cá nhân được phát huy tốt, quý nhân phù trợ, gia chủ có thể dễ dàng chuyển đổi thành ưu thế giúp mình đạt được một phần lợi nhuận nhất định từ công việc tay trái. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được Thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày giờ sử dụng cho các gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe, xem tử vi tháng Giáp Thìn, sức khỏe nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng, nhưng có sự sụt giảm rõ ràng và tiềm ẩn nhiều nguy cơ bên trong, không thể lơ là. Tim mạch có thể sẽ xảy ra vấn đề, hệ tiêu hóa cũng hoạt động không bình thường, da dẻ sạm sắc, cần phải dành thời gian chăm sóc cơ thể của mình nhiều hơn. Các quý gia chủ tuổi Canh Thân hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy Bát Bảo Tâm Kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, Thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng theo tuổi của các gia chủ tuổi Canh Thân. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Chuyện tình cảm dù không quá lý tưởng nhưng cũng không quá tồi tệ, gia chủ vẫn có cơ hội cải thiện, hàn gắn một số rạn nứt. Năm mệnh có thể gặp được một vài đối tượng ưng ý, bản thân bạn đã sẵn sàng có thiện cảm nhưng đôi lúc bị kìm kẹp về cảm xúc, khó diễn tả thành lời. Cần phải chủ động và mạnh dạn hơn nữa, kết quả rất đáng để chờ đợi. Còn với nữ mệnh, đa phần các mối quan hệ không kéo dài hoặc chưa đi đến kết quả tốt đẹp cuối cùng. Bạn cũng nhận được một vài người khác phái tiếp cận nhưng không mở lòng để đón nhận nên mọi thứ gần như không có gì thay đổi. Gia đạo yên ổn, mọi thứ trôi qua khá bình lặng. Tuy nhiên có lẽ vì cả hai vợ chồng quá mải mê với cuộc sống cơm áo gạo tiền mà có dấu hiệu lạnh nhạt hẳn với nhau. Hôn nhân đi đến, ngọn lửa nhiệt tình cũng không còn. Những lời quan tâm và hỏi han cũng thưa dần. Như vậy, đôi bạn cần phải chú ý. Tổng quan tháng 3 âm lịch năm 2022, tháng Giáp Thìn, năm Nhâm Dần. Tháng 3 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 3 năm 2022 và kết thúc vào ngày 30 tháng 3 năm 2022 dương lịch, tức ngày 1 tháng 4 năm 2022 đến 30 tháng 4 năm 2022 dương lịch. Tháng 3 Giáp Thìn có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa, tháng Thìn, Lục Hợp Dậu, Tam Hợp Tý và Thân Thành Thủy Cục, Xung Tuất, Hình Thìn, Hình Mùi, Hại Mão, Phá Sửu và Tuyệt Tuất. Đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 3 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 3 năm 2022, tức ngày 7 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, có nạp âm là Tùng Bách Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 3 năm 2022, tức ngày 19 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Dần, có nạp âm là Kim Bạc Kim. Đây chính là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Canh Thân.
Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Canh Thân trong tháng 3 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 10 tháng 3 năm 2022, tức ngày 10 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Ngày âm lịch ngày 22 tháng 3 năm 2022, tức ngày 22 tháng 4 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Ất Tỵ, có nạp âm là Phúc Đăng Hỏa. Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phú long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu họ tên, cộng ngày tháng năm sinh, cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về lá số tử vi của những người tuổi Canh Thân sinh năm 1980 trong tháng 3 âm lịch. Qua đó thì quý vị cũng phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được mình cần phải làm gì để có thể có được may mắn và thành công trong tháng 3 âm lịch này. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi. Quý vị cũng đừng quên ấn vào nút đăng ký kênh và biểu tượng quả chuông thông báo để luôn là người đầu tiên nhận được những video mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ thì Diễm Quỳnh xin nói lời chào tạm biệt. Mến chúc quý vị luôn gặp nhiều bình an, may mắn và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Xin mến chào!